những sự thật về chăm sóc tóc. Nếu không làm beauty blogger thì chắc chắn tôi không biết. Dùng cùng một loại dầu gội đầu trong một thời gian dài sẽ tạo ra sự nhờn. Bạn có thể chuẩn bị 2 đến 3 bộ dầu gội khác nhau ở nhà, thay phiên sử dụng để chăm sóc. Thực ra không cần phải xả tóc quá kỹ, miễn là dầu xả không chạm vào da đầu thì không có vấn đề gì nếu nó còn vương trên tóc. Quan trọng nhất khi dùng dầu xả là liều lượng. Ví dụ nếu tóc bạn là tóc tơ, nếu dùng dầu xả quá đặc và nhiều sẽ khiến tóc dễ xẹp và nhờn. Vì vậy dầu xả phù hợp với tóc này là dầu xả có kết cấu nhẹ. Nếu tóc dày, son thì có thể sử dụng dầu xả đặc hơn để cân bằng lại tóc. Còn khi lau khô tóc thì sao? Tôi khuyên bạn không nên dùng khăn để chà sát qua lại, bởi vì sau khi vừa bôi dầu xả, ta vừa cân bằng độ ẩm trên tóc. Nếu chà sát tóc, tóc sẽ lại sơ và hư tổn, nên chúng ta chỉ cần thấm nước trên tóc là được rồi. Chải tóc 100 lần một ngày không thể giúp bạn cải thiện chất lượng tóc, nhưng nó có thể giúp da đầu của bạn khỏe mạnh hơn. Khi da đầu khỏe mạnh, nắng tóc cũng sẽ khỏe hơn, lượng dầu trên da đầu cũng sẽ giảm theo.